Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Caro TV. Ngày hôm nay sẽ là một trận đấu mình đánh với cao thủ của Elo hơn 1k8. Một trận đấu thực sự rất là căng thẳng. Những yếu tố về kỹ năng và kinh nghiệm đều được thể hiện trong đó bởi cả mình và đối phương. Và những trận đấu như thế này thì sẽ dành cho những bạn có lực cờ tốt hơn một chút. Còn những bạn mới chơi hoặc lực cờ vẫn còn chưa tốt thì có lẽ sẽ hơi khó khăn trong cái việc theo kịp trận đấu. Tuy nhiên thì các bạn cũng nên làm quen với điều đó để cải thiện trình độ. Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nào. Ở ván đấu này thì chưa có nhiều tình huống phức tạp, mình đã chiến thắng khá là dễ dàng do anh ấy đã chặn sai một tình huống. Đó là tình huống này, anh ấy đã lựa chọn phá cái nước dọc của mình bằng cách đánh vào F11. Mình nghĩ là trong tình huống này nếu như anh ấy lựa chọn kéo cái nước 4 này ra trước, sau đó lựa chọn đánh vào F11 thì có vẻ sẽ là hợp lý hơn, bởi vì lúc này anh ấy sẽ tạo ra được cái nước chéo này để ràng buộc. Và lúc này mình chỉ có duy nhất cái đường chéo này để đi tấn công thôi, thì nó sẽ không dễ dàng để công. Mà lúc đó đi mở cờ thì nó sẽ cần phải dè chừng cái nước chéo này của anh ấy. Và đó là sai lầm và mình đã tận dụng được. Còn những tình huống về sau thì nó tương đối là đơn giản, các bạn chỉ cần kéo ra để tấn công và sử dụng kỹ năng gài cờ là đã có chiến thắng một cách khá là đơn giản như trong clip mình đã đánh. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về mình và chúng ta cùng đến với ván đấu thứ hai nha. Thank you.
ván đấu này thì mình đã để thua và mình nghĩ đó là do sai lầm của mình. Anh ấy đã tận dụng rất tốt trước khi dẫn đến tình trạng mà toàn bộ trận đấu đều thuộc quyền kiểm soát của anh ấy, thì mình đã có một pha xử lý không tốt, một pha chặn cờ không được tối ưu. Đó là ở tình huống này, mình đã lựa chọn chặn vào cái đường hai dọc của anh ấy, bởi vì mình nhìn thấy sau khi mình chặn vào đây thì anh ấy chỉ có duy nhất cái liên kết hai ngang này thôi để tấn công. Nếu như nó chỉ kéo ra thông thường thì sẽ không có gì nguy hiểm cả, không có gì đáng sợ cả. Nhưng nếu như anh ấy lựa chọn cài một con này thì thực sự là rất nguy hiểm, và y như rằng anh ấy đã đánh vào đó. Sau khi đánh vào đây thì thực sự là mình đã gặp khó khăn và đã không kiểm soát được tình hình. Những cái tình huống về sau là những cái tình huống mà mình đã cố gắng để khắc phục cái sai lầm của mình thôi. Mặc dù mình biết đây là tình huống then chốt của trận đấu, nó có thể quyết định thắng thua của cả cái ván đấu này. Tuy nhiên thì biết là một chuyện, còn tìm ra được giải pháp đỡ hay không thì lại là một vấn đề khác. Đặc biệt là dưới một cái áp lực thời gian ngắn như vậy thì thực sự là không dễ dàng phải không các bạn. Và theo như nhìn lại ván đấu thì mình thấy đánh vào cái con này nó khá là hợp lý. Bởi vì sao? Nó sẽ chặn được cái nước ba ngang của đối phương và đồng thời tạo ra cái liên kết 4 này để ràng buộc cái nước dọc này. Và nếu như anh ấy lựa chọn đánh với con lúc ban đầu ấy mà anh ấy gài vào đây ấy, thì lúc này chúng ta sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều. Lúc này mình có thể sẽ đánh vào đây này để làm gì? Để tạo ra nước 4-3 ràng buộc, ép cho đối phương bắt buộc phải chặn vào đây. Sau đó mình sẽ đánh vào đây thì lúc này người ta chỉ có duy nhất cái nước dọc này này để đi tấn công, thì nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Và lúc này mình đang có những cái nước để tấn công này. Còn nếu như trường hợp mà anh Hoàn không đánh vào đây mà anh ấy lựa chọn là phá vào đây thì đương nhiên chắc chắn mình sẽ chặn vào giữa rồi. Và đương nhiên cái quyền chủ động mà đi mở cờ tấn công ấy nó vẫn thuộc về anh ấy, nhưng lúc này nó không bị mất kiểm soát hoàn toàn như cái tình huống mà mình đã đánh trong clip. Và tỷ số hiện tại đang là 1-1, rất là căng thẳng phải không ạ? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với ván đấu thứ 3 nha.
phần đấu này mình lại tiếp tục để thua. Và mình nghĩ đó vẫn là sai lầm của mình. Mình đã tận dụng không tốt cái lợi thế đi trước của mình. Và cụ thể trong tình huống này, mình đã kéo cái liên kết ba chéo này xuống dưới mà quên mất không nhìn là cái nước ba ngang này của mình đã bị đối phương ràng buộc bởi cái liên kết ba chéo này. Và sau khi mình kéo xuống dưới thì anh ấy đã chặn lên trên. Lúc này thì anh ấy đang có ba nước cùng một lúc, là nước chéo mới, nước chéo cũ và cái liên kết ba ngang này, trong khi mình không thể có nước để đi tấn công và anh ấy giành quyền chủ động cầm trận đấu. Mình đã hơi ham tấn công và nhẽ ra trong tình huống này mình cần phải đi phòng thủ, ví dụ như cần phải đánh với con này chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể đánh với con này, thì thế trận lúc đó mình vẫn có quyền kiểm soát và vẫn nắm giữ lợi thế đi trước. Dần dần thôi mình sẽ siết chặt, nhưng mình đã hơi ham tấn công và kết cục thì các bạn đã biết rồi đấy. Và tỷ số hiện tại đang là 2-1 nghiêng về anh Hoàn. Ở cái ván đấu thứ tư này anh ấy là người được đi trước, và khi đánh đến đây thì không hiểu sao tự nhiên anh ấy đã không đánh nữa. Không biết là do anh ấy để hết giờ hay là do anh ấy bị mạng lag, cho nên là mình đã tua nhanh ván đấu này để chúng ta chuẩn bị sang ván đấu thứ năm.
ván đấu thứ 5 này thì mình đã giành chiến thắng một cách rất là vất vả. Thực sự thì anh ấy block rất là tốt và những con cờ chặn của anh ấy nó mang tính khó chịu rất là cao. Và ở đây thì mình có một vài tình huống muốn phân tích với các bạn. Đầu tiên là ở tình huống này, sau khi anh ấy đã lựa chọn kéo cái đường ba ngang này ra để phá cờ của mình thì mình đã lựa chọn chặn sang phía bên tay trái để tiếp tục giành quyền đi mở cờ. Nếu bạn nào lựa chọn chặn sang phía bên tay phải thì mình nghĩ lợi thế đi trước sẽ không có nhiều và lúc đó thì anh ấy sẽ dễ ôm được cờ của mình hơn. Và sau khi mình chặn cái liên kết ba ngang này, đồng thời tạo ra cái liên kết ba dọc này của mình, thì anh ấy đã lựa chọn chặn vào giữa chứ không phải là chặn lên trên giống như một số người nghĩ. Và cái quyết định này của anh ấy là hoàn toàn chính xác, bởi vì mình đã nhìn trước cái tình huống này rồi. Nếu như các bạn chặn lên trên thì sẽ toang nha. Giả sử anh ấy sẽ chặn lên trên thì cái điều chắc chắn mình sẽ vẫn gài cờ vào con này thôi. Sau khi mình gài cờ vào đây thì cái quyền đi tấn công chắc chắn sẽ dành cho anh ấy rồi. Và ở đây có hai cách tấn công dành cho anh ấy. Cách thứ nhất là anh ấy sẽ đánh như thế này, được chưa nhở? Cách thứ hai là anh ấy sẽ đánh vào đây. Mình sẽ phân tích cách thứ nhất trước. Sau khi anh ấy đánh như thế này thì hiển nhiên mình sẽ chặn vào giữa rồi. Sau khi chặn vào giữa thì các bạn có nhìn thấy nước 43 của mình không? Đó là cái nước 43 này. Và cái nước 43 này nếu như anh ấy mà lựa chọn kéo như thế này thì anh ấy sẽ thua luôn. Bởi vì sau khi đánh vào đây ấy, mình sẽ kéo lên cái 4 dọc này ra và huy 43. Còn nếu như anh ấy không đánh vào đây mà chặn trực tiếp thì chỉ đơn giản là chúng ta đi kéo những cái nước này ra để đi tấn công thôi, thì chắc chắn 100% sẽ có chiến thắng ở trong cái tình huống này. Đấy là trường hợp mà anh ấy lựa chọn là tấn công như thế này. Vậy nếu như anh ấy lựa chọn kéo cái ba chéo này ra thì sao? Thì hiển nhiên là mình phải chặn như thế này rồi. Lúc này người ta muốn tấn công thì người ta chỉ có một cách duy nhất, đó là kéo cái liên kết ba chéo này ra và kéo liên kết bốn này ra. Tuy nhiên cái tình huống này là cái tình huống mà mình đã quen cờ rồi, thì mình cảm thấy là cái chỗ này sẽ không thể công được. Thì các bạn kéo thử mà xem, nếu kéo như thế này thì sẽ không công nổi đâu. Nước ba ngang này sẽ bị ràng buộc vào cái nước ba chéo này của mình. Nếu như anh ấy kéo vào đây thì đơn giản mình chặn xuống dưới, thì lúc này các bạn thấy không, ô hoàn toàn bị cờ và không có một liên kết nào đi tấn công nữa rồi. Và bây giờ có muốn quay đầu ra đi chặn thì cũng không thể chặn nổi nữa. Đó chính là lý do tại sao mình bảo là nếu như chặn lên trên là toang đấy nha. Và không biết mình phân tích như vậy thì những các bạn nào lực cờ chưa tốt có thể hiểu được cái tình huống này không nhỉ? Ở tình huống thứ hai này mình đã nắm quyền chủ động hơn trong cái việc đi tấn công, nhưng không biết là mình đã đánh chính xác hay chưa mà đã không thể chiến thắng trong cái lúc này. Nếu như bạn nào tìm ra cái chiến thắng thì hãy comment xuống bên dưới clip này nhé. Đó coi như là một câu hỏi chưa có lời giải đáp cho các bạn. Phải công nhận là trong tình huống này anh ấy lốc quá tốt mọi người ạ. Ở tình huống thứ ba này là những cái tình huống cực kỳ khó, vì anh ấy liên tục tạo ra những cái liên kết ràng buộc khiến mình rất khó để đi tấn công. Anh ấy vừa chặn và vừa tạo ra nhiều liên kết để có những cái nước phản lại khi có cơ hội, ép cho mình phải đi gài cờ cực kỳ chính xác thì mới làm khó được anh ấy. Và như các bạn đã thấy thì mình đã phải trải qua một loạt các cái pha cờ rất là xa thì mới có thể giành được chiến thắng. Và tỷ số lúc này đang là 2-2. Chúng ta sẽ đến ván đấu cuối cùng, một ván đấu quyết định ai sẽ là người giành chiến thắng. We'll be right back.
ván đấu này thì mình đã để thua và thực sự thì mình đã rất tiếc. Bởi vì ở giai đoạn đầu chính là cái giai đoạn mà khó khăn nhất để đi chặn cờ thì mình đã làm rất tốt, mình đã chặn được cờ của anh ấy. Tuy nhiên thì những tình huống về sau thì mình lại làm không hề tốt một chút nào. Mình đã để sơ hở, tạo nhiều khoảng trống và anh ấy đã tận dụng một cách triệt để. Và cái kết như thế nào thì các bạn cũng đã biết rồi. Cụ thể là tình huống này, nếu như làm tốt hơn thì trận đấu sẽ phải mất khá lâu nữa thì mới biết kết quả. Ví dụ như đánh con này chẳng hạn. Mặc dù vậy thì anh ấy vẫn là người được quyền đi mở cờ với cái lợi thế đi trước. Và chung cuộc thì trận đấu đã kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêm bình hoạt. Một trận đấu mình thấy thực sự là rất căng thẳng. Còn không biết các bạn cảm nhận như thế nào thì hãy comment xuống bên dưới clip này. Và nếu như các bạn thấy hay thì hãy like và share giúp mình. Bởi vì đây chính là cái nguồn động lực duy nhất để mình có thể ra những cái video hay hơn. Nếu các bạn có những ý kiến đóng góp gì hay có những cái ý tưởng gì về Cờ Đô thì hãy comment xuống bên dưới clip này. Mình sẽ đọc và chọn đọc nó. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn.